quê hương hay lễ hội thu hút hàng nghìn người dân vùng biển, mẹ tôi cần giàu người con lên người. Lễ hội cầu mưa xã Hưng Lộc năm 2019 độc đáo, lễ hội biển sông Thanh. Kính chào quý vị và các bạn. Điều làm nên điểm đặc biệt trong lễ hội cầu ngư đó là chiếc thuyền Long Châu. Đây cũng là nơi để các dòng họ trong xã cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân được ấm no hạnh phúc. Long Châu thực chất là một chiếc thuyền rồng, là bằng ngư nấu với màu với sốt, được các nghệ nhân trong làng chuẩn bị công phu trong gần một tháng. Trong đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã tạo nên chiếc thuyền Long Châu mô phỏng chức năng của lực lượng các thực phẩm sinh viên. Tại thuyền Long Châu, các tượng pháp được bố trí thành hai khu vực chính là vũ và lái. Ở hai vị trí này có tổng lái và tổng vũ tài quản chỉ huy. Phần lái được cấu tạo ba phần, phần trên cùng vị trí cao nhất là tượng Hồng Công Minh, được đọc tre. Ở giữa hai bên có hai vị thần con vũ, một thần vẫy mưa, một thần vẫy gió. Ngư Lộc ơi, Ngư Lộc tôi yêu, đường lớn rộng thênh thang, công trình đang mở. Thuyền Long Châu là vật riêng của lễ hội cầu ngư xã Ngư Lộc, là nơi để ngư dân dâng lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều hải sản và cầu mong bình an cho mọi người, phương tiện trong mỗi chuyến ra khơi. Sau khi hoàn thành Long Châu, các vị chủ tế, các bậc cao niên có chức sắc sẽ tiến hành nghi lễ đầu tiên của lễ cầu ngư, đó là điểm nhãn và quay đầu Long Châu. Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang ở tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và cứ đến 22 và 24 hàng năm thì người dân ở đây lại tổ chức lễ hội cầu ngư. Và một điểm quan trọng nhất trong lễ hội cầu ngư đó là điểm nhãn và quay đầu Long Châu. Đúng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 2 âm lịch, các vị cao niên có chức sắc trong làng và đông đảo người dân địa phương có mặt tại khu vực Long Châu để tiến hành nghi lễ điểm nhãn và quay đầu Long Châu. Vị chủ tế nổi ba hồi 9 tiếng trống và bắt đầu tế lễ, xin khai nhãn và quay đầu Long Châu. Sau khi tế lễ xong, vị chủ tế tiến về phía đầu Long Châu tiến hành khai nhãn, quay đầu Long Châu để chuẩn bị cho lễ rước Long Châu vào lúc 5 giờ 30. Sau khi làm lễ khai nhãn và thỉnh các bậc thần linh của biển, thì Long Châu đã trở thành một linh vật linh thiêng nhất của lễ hội cầu ngư. Trong suốt 3 ngày lễ hội cầu ngư, thì thuyền Long Châu là nơi thu hút đông nhất ngư dân, du khách thập phương tới tế lễ, cầu mong các vị thần của biển phù hộ cho ngư dân trong làng một năm mưa thuận gió hòa, hy vọng vào một mùa biển mới đầy thắng lợi. Trước khi mà chuẩn bị xuống lễ đàn, thì chọn ngày chọn giờ và hợp cái tuổi của bà con nhân dân, chúng tôi sẽ điểm nhãn. Mà khi điểm nhãn mũi tàu ở đầu dầu và khi điểm nhãn các quan ở dưới hàng tàu và hàm giám và đô cụ, thì bắt đầu lúc đấy là các ngài giáng lên mình, thì kiêng mọi người tất cả là không được đi vào cái nơi làm Long Châu và cái người quay mũi tàu. Năm nay đóng đi Long Châu thì khác với mọi năm, gọn nhẹ và nó thành thạo hơn. Chúng tôi là chuyên làm nghề cá, chuyên khai thác nghề biển khơi và làm nghề thương nghiệp, thì làm Long Châu này cũng để cầu tài, cầu lộc, cầu bình yên, cầu mạnh khỏe. Được coi là linh vật của lễ hội, biểu tượng Long Châu miệng ngập bảo ngọc thể hiện sức mạnh của vũ trụ trong thế giới tâm linh, đứng đầu trong tứ linh truyện Long, Ly, Quy, Phượng, chủ của nguồn nước, mang lại sức sống mãnh liệt, thể hiện niềm tin của ngư dân nơi đây, để thần linh che chở cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, và niềm tin về sự vững chắc, hào khí sông pha nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua mọi thử thách của bão táp phong ba để chiều về tôm nặng cá đầy, mực voi ấp bến. Sau lễ khai nhãn quay đầu Long Châu đến 21 tháng 2 thì rạng sáng ngày 22 tháng 2 âm lịch, các đội tế, phường Bát Âm, phường Thiên Kiệu, các ban hội, hội đồng kỳ mục, các chức sắc trong làng và trưởng các dòng họ có mặt để làm thủ tục rước kiệu. Đoàn rước kiệu khởi hành từ 5 giờ 30 sáng, từ điểm di tích đến điểm đặt Long Châu, rồi rước kiệu và Long Châu vòng quanh các thôn, quanh bờ biển và sau đó tiến về khu vực đàn lễ. Đi đầu là đội Long Mình Bát Biểu, thể hiện sự uy nghiêm, tôn kính thần Phật, vua cha, mẫu mẹ.
Tiếp theo là đội rước năm cỗ kiệu, biểu tượng của quyền tối cao trong hệ thống tâm linh, sức mạnh của các vị thần luôn chở che ban phúc lành cho nhân dân, là chỗ dựa tinh thần và niềm tin khi gặp sóng gió lớn. Đi đầu là kiệu Phật, thờ Đức Phật Tổ Như Lai, phù hộ cho muôn loài, giải thoát, giải nạn, giải hạn từ bi, an lành Phật giới. Tiếp theo sau là kiệu Mẫu, đại diện cho tục tam tòa của Mẫu, cầu cho Mẫu Mẹ phù hộ, che chở cho mọi nhà, an khang, thịnh vượng. Thứ ba là kiệu Bát Tống, tước tứ vị Thánh Nương, vị thần luôn chở che, đem lại điểm lành, bảo vệ ngư dân vượt qua sóng to gió lớn, bảo vệ ngư dân vùng biển được an toàn khi vươn khơi bám biển. Thứ tư là kiệu Ngư Ông, thờ thần cá ông để phù hộ cho người dân biển xưa nay bình an, thoát nạn từ bi, gặp nhiều may mắn. Quê hương hay tiếng quê hương, mẹ tôi tần tàu, nuôi con nên người, xa thì đánh bắt vươn khơi, nuôi con ăn học những nơi đô thành. Dù đi xa xứ con ơi, quê hương đất mẹ, con thời chớ quên. Mặc áo giáp trụ, đầu đội mũ thiên tướng, tay cầm bảo kiếm chạy kim cang, bảo thủ đều tiếng mây giòn vang như cánh buồm lồng gió. Biến đêm ngày sóng gió là quan chi, đi sau cùng là đoàn rước Long Châu, dù trong phong ba anh vẫn vững tay chèo, khi bình minh lên thuyền anh rời bến, chiều thuyền về cá bạc đầy khoang, cô gái xa viền tăng hăng say sản xuất, tấm thảm em làm xa với chan chứa bao tình, nhìn những đàn em đang tắt sách trên quê mình. Điểm đích cuối cùng của đoàn rước lễ là khu vực đàn lễ. Tại đây các kiểu được đặt theo đúng vị trí, đường lớn rộng thanh thang, công trình đã bảo hiểm, yêu sông Ngư Lộc mảnh đất quê hương mình, tôi yêu Ngư Lộc.